Và lúc này thì hai sự thay đổi bên phía đội hình của nghi phạm Hữu Đình sẽ chuẩn bị được diễn ra. Khi mà Khánh Huy cùng với đó là Văn Thanh sẽ là hai cầu thủ được thay vào. Và cùng với đó là thủ thành Trọng Tấn. Có vẻ như lúc này thì ban huấn luyện của nghi phạm Hữu Đình đã bắt đầu nghĩ đến việc phải đá luân lưu với An Biên. Nhưng trước mắt họ sẽ còn tầm khoảng hơn 3 phút nữa cho khoảng thời gian thi đấu chính thức. Rất nguy hiểm. Huy Mẹ va chạm rồi. Một va chạm phía trong vòng cấm của nghi phạm Hữu Đình. Và Theo Messi đã chủ động đá bóng đi ra hết đường biên. Và liệu một lần nữa video support có vào cuộc để check xem tình huống này có phải là một quả đá penalty dành cho An Biên hay không? Chết rồi. Một pha bóng mà Vương Phúc San đã ngã ra ở phía trong vòng cấm của nghi phạm Hữu Đình. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống vừa rồi. Quyền gia đồng mến, như vậy là chúng ta sẽ có tình huống chết va. Các trọng tài đang di chuyển vào khu kỹ thuật và hãy cùng chờ đợi xem tình huống làm chậm lại những quyết định cuối cùng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem góc máy này. Như vậy là penalty được quý vị các bạn, sau khi xem lại video sport thì sẽ có penalty dành cho câu lạc bộ An Biên. Rất căng thẳng thưa quý vị các bạn. Một tình huống rơi vào những khoảng thời gian rất nhạy cảm của trận đấu. Và như chúng ta cũng đã thấy là đang có những vấn đề xảy ra trên sân. Alo. Ban tổ chức xin thông báo trong 3 phút nếu như nghi phạm chúng ta không tiếp tục thi đấu thì trận đấu sẽ khép lại.